360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang xem trên màn hình của quý vị và các bạn là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C sedan. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn ạ, chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và màu trắng này. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn bằng cách là tôi sẽ đi một vòng quanh xe để cho quý vị và các bạn xem được là nó có bị đâm đụng hay va chạm, có xước sát gì không nhá. Đấy, đây quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng tôi. Đầu tiên là chúng ta đi xem nào, nó có bị đâm đụng hay va chạm hay có xước sát gì không đã nào. Đấy. Tôi sẽ quay thật chi tiết. Đấy, và thật sát lại để cho quý vị và các bạn xem được là nó có bị đâm đụng hay va chạm gì không nha. Đấy, đầu tiên là kiểm tra về cái phần bên ngoài đã nào. Về cái phần nước sơn đã nào. Đấy, tôi quay từ trực diện này, nhìn trực diện này cho đến nhìn nghiêng. Đấy, để quý vị và các bạn thấy được là nó có bị đâm đụng hay va chạm gì không ạ. Nếu như mà bị xước sát mà sơn xong thì cái nền của nó vẫn nét căng như này quý vị và các bạn nhé. Còn nếu như bị đâm đụng rồi mà sơn thì nhìn nó sẽ khác đấy ạ. Xước sát và sơn thì nó khác, còn đậm đậm. Hôm nay thì trời nó lại nắng và gió rất là to, cho nên là tôi nói có khả năng là nó cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng gió ấy. Quý vị và bạn này rất là đẹp này. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là từ khóa thông minh, đèn nổ start, tốp cho đến nội thất da, ghế chỉnh điện nhớ ghế hai vị trí này, cửa nóc này, đèn gầm này, đèn bi xe nông này, đèn led này, rồi cửa nóc đầy đủ hết cả, cảm biến trước sau, camera đủ, đầu DVD, điều hòa tự động hai bên độc lập riêng về. Nữa đâu ạ. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt là chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Xe cũng vừa mới trang bị cho một dàn lốp này là dàn lốp thay đế 2019 này này quý vị bạn này. Thay dàn lốp Michelin còn rất là mới, rất là đẹp nhá. Đấy, đây là cái dàn lốp còn rất là mới, cả dàn lốp luôn ạ. La răng thì nó có đôi phần xước sát một chút, tại vì là chiếc xe này là la răng được trang bị la răng đúc mặt phay. Mặt phay cho nên là không sơn được, chỉ có bây giờ chỉ có đi phay lại thôi. Đấy, dàn lốp rất là mới, rất là đẹp ạ. Phiên bản 2.0 quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là cái phiên bản 2.0 này. Cảm biến sau này, camera lùi đầy đủ hết rồi này. Cảm biến sau, camera lùi rất là mới, rất là đẹp ạ. Lốp thì từ 2019, dàn lốp rất là đẹp này, rất là dày, còn mới nguyên đấy ạ, dàn lốp mới nguyên và lốp xưa cua chưa hạ đâu quý vị các bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ quay về cái khoang lốp xưa cua cho quý vị bạn xem, lốp xưa cua chưa hạ đấy, rất là đẹp này. Đây cái cụm đèn pha thì quý vị bạn nhìn rất là mới này, cụm đèn pha rất là mới này. Đấy, rất là mới này, ca lăng này rất là đẹp ạ. Cửa nóc đầy đủ cả rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần bên trong của chiếc xe nhé. Từ ngoại thất rồi, bây giờ đến nội thất và keo chỉ. Đấy, cái phần quan trọng nhất là chúng ta vẫn xem về những cái phần keo chỉ ạ. Đấy, đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa bên lái quý vị và các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản hết nhé. Ốc cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết đấy ạ. Chưa có làm lại tí nào ạ. Táp lô, táp bi rất là đẹp này. Đây là cái phần táp bi cánh cửa này. Xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện. Đấy, đây là gương chiếu hậu gập điện này. Auto này, auto tức là có chế độ đóng khóa cửa thì gương gập, còn mở khóa thì gương mở đấy. Và nhớ ghế hai vị trí ạ.
ghế chỉnh điện tích hợp nhớ ghế hai vị trí đây này. Đây là ghế lái chỉnh điện quý vị bạn nhé. Nội thất da màu kem rất là đẹp, rất là sáng, rất là mới đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem cái cánh cửa phía sau bên lái ạ. Đầu tiên thì vẫn là cái phần keo chỉ đấy ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ nguyên bản hết đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên đây này. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, từ nội thất này cho rất là đẹp. Riêng cái nội thất màu kem này phải nói là cực kỳ giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này quý vị và các bạn ạ. Chứ còn nếu không giữ gìn thì nó rất là bẩn, rất là nát đấy. Vì màu kem này nó rất là bẩn đấy. Đây là cái táp bi cánh cửa này, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau là cốp điện này này, bấm mở đây. Và có cả bấm ở trên khóa luôn ạ. Đây là cái ốc cốp sau ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên đây này. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn này. Từ những cái thảm nỉ đây quý vị các bạn ạ. Từ những cái thảm nỉ của xe này có rất là mới này. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ mà hay để đồ của khách ấy thì là bây giờ nó sẽ xước sát, nhàu nát rất là nhiều rồi. Như ở cái phân khúc C này thì cũng rất ít xe chạy dịch vụ. Nói là ít thôi quý vị và các bạn nhé, vẫn có xe chạy dịch vụ đấy, đưa đón khách sân bay đấy. Quý vị các bạn mua xe thì những cái phân khúc này thì quý vị và bạn phải xem rất là kỹ ấy. Và chọn những cái nơi mà uy tín, người ta có thể cam kết cho quý vị. Thứ nhất là cam kết là không chạy dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, phải là chọn những nơi uy tín, người ta cam kết bằng văn bản nhé. Chứ vì những cái dòng xe này, nhiều xe vẫn chạy dịch vụ. Đấy, đây là cái lốp sơ cua còn chưa hạ đây này quý vị các bạn này. Lốp sơ cua còn mới tinh nhé, còn nguyên vạch sơn đây này. Đấy, còn nguyên vạch sơn này, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ tí nào ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Cái bộ đồ nghề này cũng chưa dùng đến để nó mốc lên thôi, chứ còn là từ năm 2016 đến bây giờ là 5 năm rồi, để đến bây giờ là nó mốc thôi chứ còn chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm. Lốp sơ cua chưa dùng đâu ạ. Đấy, đồ nghề cũng chưa dùng ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem luôn này. Keo chỉ còn nguyên bản đây ạ. Đấy, cái chỗ này là nó bẩn thôi nhá, bẩn đây này. Cái này là bẩn chứ không phải mất keo đâu nhá. Keo còn nguyên đấy ạ. Đấy, keo là còn nguyên đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì mạnh, cho nên là keo nó không mất, keo còn nguyên ạ. Đấy, đây là ốc bản lề này, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, nội thất thì rất là mới luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây quý vị các bạn ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Chúng tôi là cam kết là không có bị tai nạn, không bị ngập nước gì cả, cho nên là keo nó còn nguyên hết như này đấy ạ. Đấy. Keo chỉ này, táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Táp lô. Đấy, từ vô lăng cần số nó còn nguyên hết đây quý vị các bạn ạ. Đấy, vô lăng cần số còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề này còn nguyên hết này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào xe để xem về cái phần táp lô này, đồng hồ này, về cái phần option bên trên này nhé. Bật cái điện lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2016 này là một cái đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, tích hợp hết cả rồi. Điều hòa tự động,
điều hòa tự động hai vùng độc lập đây quý vị các bạn nhé. Đấy, riêng Kia thì option thì vô đối rồi. Đấy, khóa thông minh, đèn ổ start top, đồng hồ công tơ mét, mấy lần bánh được 5.2 km thôi. Vô lăng cần số còn nguyên hết đây quý vị và các bạn ạ. Vô lăng cần số còn nguyên bản này. Phải nói là rất là mới, rất là đẹp, đẹp đều xe đấy ạ. Đấy. Đấy, và đây, đây là cái phần cửa nóc, tôi sẽ mở cho quý vị bạn xem cái phần cửa nóc auto một chạm đây này. Đấy, một chạm tôi mở cái cửa nóc ra cho nó thoáng cái đã. Đấy. Và xe cũng đã được trang bị là nội thất da. Nội thất da này, ghế chỉnh điện này, nhớ ghế hai vị trí này. Vô lăng bọc da. Tích hợp các phím điều khiển trên âm thanh trên vô lăng này. Mod này, chuyển bài này. Đấy. Và cruise control, cái cruise control này cũng rất thích đây quý bạn nhé. Nếu đi đường trường là sử dụng cái cruise control này rất là thích này. Và sang số thể thao trên vô lăng. Sang số thể thao trên vô lăng này thì cũng ít người dùng đến, nhưng mà option của Kia thì đầy đủ hết cả rồi. Sang số thể thao trên vô lăng thì là chủ yếu là để đi đường đèo, đổ dốc thì là mình sẽ dùng đến. Chuyển về số tay thì lúc đấy mình mới chuyển đến sang số thể thao trên vô lăng. Đấy. Rất là đầy đủ option rồi, không còn thiếu cái gì cả. Đấy, đây là cái phần này. Cái nóc tôi lại đóng lại nha, cho đỡ bụi. Đấy, rất là đẹp, rất là ok, đầy đủ hết cả option rồi, không còn thiếu cái gì nữa đâu ạ. Và chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là nguyên bản. Nội thất, ngoại thất đều đẹp như vậy rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đây là cái phần ốc cabo đây quý vị và bạn ạ. Ốc cabo nguyên bản chưa tháo nhé. Keo chỉ nguyên bản hết này. Đấy. Keo chỉ còn nguyên bản này. Tôi quay sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Ốc cabo chưa tháo. Keo chỉ nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Từ những cái ốc tai cũng còn nguyên luôn. Ốc chân máy còn nguyên hết luôn. Chân máy cho đến ốc mặt máy. Đấy, còn nguyên hết đây quý vị các bạn ạ. Đây, máy này tôi mở cái nắp máy cho quý vị bạn xem. Đấy, quý vị bạn xem thấy có mới không ạ? Ốc mặt máy còn nguyên luôn đấy ạ. Mới lăn bánh có hơn 5.000 km thôi, mới đẹp lắm đấy. Rất là đều, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết về chiếc xe này là thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Đấy, cam kết luôn ạ. An ninh thì rất tốt, rất đảm bảo. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi đang để số hotline ở phía dưới góc bên phải màn hình quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.